Ôi nếu gì vậy? Ông ấy yếu hỉ gì ớt ít ơn chi ui si dễ ở si ờ, là khá lời khơi nhận thăm lời khơi bằng các bồ cô là đi chưa gặp thăm lời khanh nè đi khi đầu khâu gì khi trời nhức đầu quá đã kêu vô rồi trắng với lại ngô biên dân với xin đi phụng ba người kiểu như đâu mất tiêu rồi giờ bắt tôi ngồi giữ đống đồ rồi coi nè thấy chưa tốt lành gì đâu thấy không đau khổ nó thiệt sự luôn em đi tới đâu cũng giống như con ở vậy quý vị được thiệt bút xô cho đi vậy chứ ngồi giữ đồ nè gọi giờ ba má mới kéo đi đâu nãy nghe nói gì đi đâu đi chậm đi chế gì đâu biết giờ tôi lét thế ờ không biết đi đâu nữa toilet gì đâu đi toilet gì đi gì mà đi lâu quá trời đó thấy không một đống người bịch đồ ăn không cái đứng lên phút đi hết trơn vậy đó cái dần mình ngồi mình giữ thấy không thiệt sự luôn đau khổ quý vị đó giờ ta vô cái ngồi chứ hồi trễ giờ bay cho ở nhà luôn khỏi đi luôn máy bay bay 40 BD ở nhà đó quên lộn 30 BD lộn kìa có gì mày đó thấy chưa gì đó ta kêu vô kìa má lâu kìa ta vô rồi kìa đúng chưa ta đi vô hết nữa cái máy bay rồi kìa đi điện cho mấy chị mày đi chị mới dốt thuốc rồi cho nó đồng hành không mấy chị đó thấy chưa kéo nhau đi hút thuốc thấy chưa kéo nhau đi hút thuốc ê có tôi khổ dễ sợ luôn á để mấy chị mày đi kêu nãy giờ kêu ba lần đợi ông anh em đi hút thuốc á chị đợi xíu dạ có mấy thằng anh trai đi cũng đi hút thuốc hoài vô sân bay cũng đi hút thuốc để gọi cho anh Hùng quá đau khổ chẳng ơi em đi đâu để giờ để bồ nhi đây đau khổ quá để giờ đứng đây nó gọi cho bồ nó mà anh để giờ nó ở thêm thôi anh bồ nó gọi cho bạn trai đó mà ủa anh đi đâu vậy anh Hùng đi vô trong bar rồi kìa trời lẹ đi anh ơi tao lên máy bay hết nửa chiếc rồi kìa ủa thiệt lẹ đi trời là đi giỡn đi trời đợi anh quen xíu nha biết ai luôn đi Nha Trang là ăn ăn gì ta ăn hải sản em thằng trắng đi về rồi bữa đó mình mới đi ăn được tại vì thằng trắng nó đi chơi có bữa nay cái ngày mai đi đảo với là tối nó về rồi nó đâu có ở Ba Tây đâu còn mình bữa Ba Tây mình mới đi mình mới rảnh rồi trắng không ở tới Ba Tây hả tại vì không biết em thư xếp công việc không nữa để tới Hai Tây đi em điện về dưới mà người ta xanh thì tại vì nguyên bữa Ba Tây mình mới đi ăn nhưng mà nếu như mà ở đây ta về cũng phải đặt với bay trước nữa hay là bây giờ ra để ngày mai em coi chẳng gì em á bộ Nhi chẳng ở lại đó tốt lành không phải biết đi ăn gì không đi ăn nem nướng nem nướng có ngon quá đi ăn nem nướng rồi đi ăn uống ca bà Gobi dân rồi đi Vimber anh đi một lần ở đó rồi nó hình như nó có cái biển ở ngoài đảo trong Vimber đi cáp ra đảo còn lại là mấy cái trò chơi giống như là cảm giác mạnh vui lắm có mấy trò chơi giống như hình như một vé có 500-600 mà đúng rồi rẻ mà khoảng mấy trăm mà đợt anh đi như là 500+ á 500-600 mà tại vì bữa Ba Tây là tối mình mới về lận 11-12 giờ đêm mình mới bay lận là nguyên ngày Ba Tây mình đi chơi được đi chơi đã luôn tươi xanh luôn. Rồi mấy tay mới về? Tối Ba Tây. Tối Ba Tây. Tối Ba Tây mới bay về Việt Nam. Hai giờ Ba Tây. 2 giờ Ba Tây hả? Mấy giờ khuya hả? 1 giờ khuya là tới Sài Gòn. Để mang tôi ship được. Trắng ơi mang giày cặp kìa trắng. Tôi bật nó làm chụp để kiếm mua liền. Đôi giày đẹp quá. Mình cũng sắm cặp luôn đi trắng.
nè, 250 này giúp giả nè, Louis Vuitton mang đi đảo bị hư vé, vé hở, đi nước biển nước ơ rồi nè, mang về dục luôn, cái tiền đâu mà mang giúp xì, không mình ra ngoài mình lấy giá khách sạn mình mang ha. Em cũng đang tính gì đó mang giúp Lào khách sạn. Mà em đang tính cái lịch trình vậy nè. Tối nay là rất là vui rồi, tối nay là coi như mình xình rồi, mình không nói đi. Ngày mai là 3 giờ rưỡi là người ta sẽ trả mình về đất liền. Tối mai là mình cũng đã được đi ăn, mà biết đi ăn cái gì. Thôi ngoài đi mua cái vé buffet của khách sạn Sheraton, em thấy nó bán đang sale 400 ngàn ăn buffet hải sản. Mà không biết là có được ăn ngon không. Anh cũng không biết buffet ngoài. Em có trên Traveloka nè. Khách sạn Sheraton luôn. Anh thấy ở ngoài có cái khu mà quán bán hải sản á. Ừ, ở đâu? Anh nhớ là ở gần ở, đầm ở gần không phải ở gần ngay cái bãi biển Nha Trang rồi đi thẳng xuống mấy km nữa. Có một cái khu gọi là khu bán hải sản đêm á. Ừ, phải có mấy cái đó mình mới đi chơi mới vui. Anh đi hồi 4 năm trước rồi. Trời ơi. Chắc dở thành trung tâm thương mại rồi đó anh. Không, nguyên đó là nguyên một khu bán hải sản giống như là cái khu gọi là cái địa điểm ăn uống ở đó Nha Trang. Ủa, luôn. Anh này lâu nha. Anh Hùng với anh Toàn lâu. Trời ơi. Ta kêu tên Hùng với tên Toàn nãy giờ. Vô lễ. Vô lễ. Vô lễ. Lên nửa chiếc máy bay rồi. Bất học nè. Giỡn cái trời. Ủa cá xà la. Nửa chiếc máy bay ta đi hết trơn rồi đó. Còn lại nửa chiếc bay sao đó má. Mệt quá trời mệt rồi. Yeah. Vô đi nè. Hỏi vô đi, hỏi lên máy bay anh. Em mà em bị scandal thì chết em luôn á. Tức ghê, chẳng nó muốn mua mặt cả nhắn. Mình lên máy bay ngồi ăn. Trời đấy, kêu lại nha. Cứ bỏ dữ vậy. Trời ơi, ác mấy ủng rồi, với im kì quá rồi. Đúng không, dữ im kì, nó tiếng ngon không. Ôi nếu gì vậy, ông ấy yếu hỉ gì ớt ý con chi ui si dễ ở sẽ là là kha lời khơi nhận thăm lời khơi gặp cá bồ cô là đi khi gặp anh lần thăm nè đi khi đầu khâu gì khi không nhức đầu đi khi đầu là phụ đi khi đầu khâu đừng cứ ở đây đây thấy khỏi khó đi khi đi 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 ơi cùng vẽ má sùng vẽ có cái rồi mùi vị hiền nó rất là mùi rất là mùi. Nghe là má Mỹ ơi. Giờ con đang ở trên xe chạy ra nè, ra máy bay nè. Cái sắc lập cái tóc người. Đâu có đâu, con đang giờ có đầu xe nó đưa ra máy bay mới lên máy bay nè. Con đi bữa nay mà một hai ba bữa không có đi đảo chơi rồi ok má Mỹ. Vui quá, vui quá đeo vàng nó mới hết tiền rồi. Cứ người cứ chuyển khoản cho. Nó là tiền mặt nên được tiền thẻ không à. Thì giờ con lên máy bay nè, giờ con lên thì có đúng rồi, có anh Tâm đi chung với con nè, anh Tâm đang quay nè. Nó bị ở nhà coi clip không được á. Dạ rồi. Cái hút ra hơi mệt nha. Cái ca hơi á, hơi mệt. Xui nha. Dạ ok.
Với lại cái mũi cao quá đeo không có được. Bật cái hổ trang kia không có đeo mũi. Hổ trang gì đấy? Hổ trang hơi vừa phải không? Hổ trang 3D á, em bỏ trong trong cái dao liền. Vui vẻ nha, vui vẻ nha. Vậy thôi, Trắng nói là có gì Trắng quẹt thẻ cho em kìa. Thẻ gì? Nó quẹt thẻ chứng minh nhân dân á. Trời ơi, hay là thẹt quần thẻ xe. Có nhà bạn nè bé. Trời ơi, tốt quá. Chúng nó quần thẻ cho. Cái lũ như nó tao chỉ cho. Buồn chịu nha, nắng quá nha. Mà sao chưa đóng cửa nữa bà? Mà biết vậy nãy lên lên trễ một xíu. Mình là lên chiếc thứ hai rồi đó.